Em thích không? Đây là bản giới hạn anh mua từ bên Pháp về để tặng cho em đó Tâm Anh. Anh Liêm, anh đừng có tặng quà cho em nữa nha. Tại sao vậy em? Em không thích cái mùi nước hoa ngọt ngào sexy này à? Em thích, nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi. Mình không thể nào đâu anh, cho nên là anh đừng có tặng quà cho em nữa. Có làm sao đâu, giá của chai nước hoa này chỉ có 2.8 triệu thôi, chưa tới 3 triệu nữa mà. Miễn em thấy vui là được. Ở đây em có 3 triệu nè anh cầm lấy đi, coi như cái này em tự mua nha. Ừ, nhưng mà em ơi, em chai nước hoa này anh mua tặng cho em mà em... Ủa, bà mới tới hả? Tôi đang bực mình đây. Sao vậy? Bà còn nhớ ông Liêm chủ tịch, đối tác công ty mình không? Ừ. Tôi đã nói nhiều lần là tôi không thích ông đấy rồi, mà ngày nào cũng mua quà đến tặng, làm tôi cứ phải mua lại bằng giá gốc đấy. Hồi sáng đây này, ông ấy đem chai nước hoa này đến tặng cho tôi. Nói cái gì mà mua từ bên Pháp về, phiên bản giới hạn chỉ có 3 triệu. Mắc mệt. Không phải chứ. Nè, bà nhìn đi. Đâu ra y chang vậy? Thiệt là. Em thích không? Đây là phiên bản giới hạn, chỉ sản xuất 1 triệu chai trên toàn thế giới. Đích thân anh mua từ bên Pháp về để tặng cho em đó Huyền Anh. Anh đừng có tặng quà cho em nữa, chúng ta chỉ là bạn thôi. Có làm sao đâu, giá của chai nước hoa này chỉ có 2.8 triệu, chưa tới 3 triệu nữa mà. Miễn em thấy vui là được. Thôi đi anh ơi, chỉ có những cô gái nhẹ dạ gả tên với tiền anh thôi. Chai Good Girl này em vừa mới mua bên showroom độc quyền của cha em, chỉ có vài trăm ngàn. Anh sao 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 được rồi em? Hết tôi không biết gì hết á.